Xin mời ông Phan Tấn Ngu là chủ tịch của cảnh sát tổng hội cảnh sát quốc gia về miền Nam Cali có đôi lời thưa cùng đồng bào. Kính thưa tất cả quý vị, có lẽ ngày nay là ngày nhiều kỷ niệm mà trong cả cuộc đời chúng ta đã trải qua 39 năm rồi. Nói đi nói lại, những nỗi đau thương đó không thể nào xóa nhòa được. Chúng tôi với tư cách đại diện ban tổ chức sẽ được cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Cái hiện diện quý vị đã chứng tỏ được phần nào cái tấm lòng của quý vị đối với quê hương dân tộc cũng như đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Chỉ mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tay trong thời gian tới để làm được gì cho đất nước. Chúng ta đừng bao giờ thờ ơ. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và cảm ơn mọi người. Xin chào. Vâng, đồng bào la một loạt khẩu hiệu để chúng ta. Dạ vâng, rồi. Chúng ta làm một loạt khẩu hiệu trước khi chúng ta tập trung những cái phần biểu tình của chúng ta. Cất cao cờ dân tộc lên đồng bào. Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam. Đã đảo cộng sản. Đã đảo cộng sản. Đã đảo cộng sản. Đã quyết communist. Đã quyết communist. Đã quyết communist. Cái này là quan trọng nè. Ai hẹn với giặc ác với dân. Ai hẹn với giặc ác với dân. Ai hẹn với giặc ác với dân. Vâng, xin cảm ơn chân thành đồng bào. Cảm ơn đồng bào những quý vị cuốn những cái đại kỳ và những cái